Em cho cô là climbing Mount Everest in Nepal is the highest mountain in the world. It's over 29,000 feet high. In 1924, Church Mary and Andrew even tried to reach the top of Mount Everest, but they could not do it. In 1953, 12 British mountain climbers are wanted to climb to the top. The climbers camped at 26,000 feet. Two climbers tried to reach the top, but they could not do it. Albert Hillary and Kenshin Norway left the camp on May 28th and reached the top the next day. They became the first people to climb to the top of Mount Everest. Albert Hillary and Tenzing Norgay planned their way up Mount Everest. Over 1,200 people have now climbed to the top of Mount Everest. In 1963, James Will Tucker became the first person from the USA to reach the top. Junko Tobe from Japan became the first woman to reach the top in 1975. In 2,142 climbers reached the top. All of them were grateful to Emma Hillary and Chandra Nogai for leading the way. Leo ngọn núi Everest ở Nepal là ngọn núi cao nhất trên thế giới. Nó cao 29.000 feet. Vào năm 1924, George Mallory và Andrew Irvine đã cố thử leo lên tới đỉnh núi Everest, nhưng họ không thể làm được điều đó. Vào năm 1953, đã có 12 nhà leo núi người Anh 12 nhà leo núi người Anh kết được quan thịt vì sao cô? Muốn Năm 1953 đã có 12 nhà leo núi người Anh đã muốn đã muốn leo lên đỉnh núi. Những nhà leo núi đã cắm trại ở độ cao 26.000 feet. Hai nhà leo núi đã cố gắng tiếp cận vào đỉnh núi, nhưng họ không thể làm điều đó. Emmett Hillary và Tenzing Norgay
đã rời trại vào ngày 28 tháng 5 và đã tiếp cận đỉnh núi vào ngày hôm sau. Họ đã trở thành những người đầu tiên đã leo lên tới đỉnh núi Everest. Albert Hillary và Chan Chen Norway Chan Chen Norway đã lập ra kế hoạch của họ trên đường đi cho đường đi tới ngọn núi Everest. Khoảng 1.200 người đã leo lên tới đỉnh núi Everest vào năm 1963. James Wilkes đã trở thành người đầu tiên tới từ Mỹ tiếp cận tới đỉnh núi. Chanko Chaibay đến từ Nhật Bản đã trở thành người phụ nữ đầu tiên leo tới đỉnh núi vào năm 1975. Vào năm 2000, 142 nhà leo núi đã tiếp cận tới đỉnh. Tất cả mọi người đều biết ơn Albert Hillary và Chan Chen Norgay đã chỉ đường. Xong rồi con.